đón toàn thể quý vị quan khách đang có mặt trong chương trình Tất Niên, công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh tại Đồng Tháp. Và lời đầu tiên cho phép Khánh Thủy xin gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, vậy là một năm cũng đã đi qua, một năm với biết bao khó khăn vất vả. Và bên cạnh đó cũng có những niềm vui, hạnh phúc cùng với những thành tựu mà chúng ta đã có được trong năm vừa qua. Năm nay tuy nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của ban lãnh đạo, công ty mong muốn tổ chức cho chúng ta một tiệc liên hoan cuối năm cùng nhau sum họp tại đây để cùng nhau nhìn lại chuỗi ngày tháng vừa qua, để cùng giao lưu, trò chuyện, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm, những thành công đã đạt được trong suốt chặng đường chúng ta đã cùng nhau sát cánh. Thưa quý vị, và bước sang thềm năm mới, Bích Thủy xin chúc cho công ty ngày càng phát triển, có nhiều đối tác, quý khách hàng và được gặt hái được nhiều thành công trong năm mới. Và cũng xin được chúc cho toàn thể thành viên công ty sẽ dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, có thêm nhiều đóng góp để công ty ngày càng phát triển và tiến xa hơn nữa. Cuối cùng, xin chúc cho tất cả chúng ta sang năm mới vạn sự như ý và an khang thịnh vượng. Để cùng với quý công ty cũng như quý đối tác, chúng ta sẽ cùng nâng ly để chúc mừng cho một năm mới an khang thịnh vượng và làm ăn phát tài, đúng không ạ? 1, 2, 3, chúng ta sẽ cùng nước mắt về sân khấu để chúng ta sẽ tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng.